Chào các bác nhá. Trong chương trình hôm nay xin giới thiệu với các bác chi tiết cụ thể nhất về một cái mẫu túi đeo hông nhá. Mẫu túi đeo hông dạng lớn, không phải là mẫu túi đeo hông dạng nhỏ như lần trước nhá. Cái mẫu túi này thì đủ để cho anh em đựng được rất nhiều thứ. Đây này, cái này là trong này đựng nguyên một cái loa rồi, nó phồng lên tròn đẹp như này nhá các bác nhá. Ở đây này. Đấy. Trong này là đựng nguyên một hộp loa rồi đây. Đây các bạn. Đấy. Cái mẫu túi này nhá, cái này thì tôi sẽ đo tượng trưng cho các bác hình dung ra thôi, chứ không cần phải là chi tiết chính xác tới từng cm một nhá. Các bác gọi là nắm được sơ sơ thôi. Đây này. Cái này nó sẽ chiều ngang nhá. Chiều ngang nó là 25 cm này, chiều ngang 25 cm này. Chiều cao là 20 này, chiều cao 20. Cái bề rộng này, các bác mà căng hết cỡ ra ấy, nó là 15 phân nhá, bề cộng hết cỡ 15 phân. Màu ấy là màu ngụy trang lá cây khô như này nhá. Còn cái hình thức đeo ấy là hai dây đeo như này và sẽ đeo vào hông các bác nhá, đeo vào hông. Đấy, đeo vào hông nhá. Ở đây các bác, này là cái mẫu túi đeo hông. Mẫu túi đeo hông lớn nhá các bác nhá, màu ngụy trang lá cây khô. Thế còn chi tiết một chiếc đây, các bác xem kỹ để các bác nắm được nhá. Nó gồm có 4 ngăn, 4 đường khóa này các bác này. Tôi mở cái đường khóa trong cùng nhá. Đây trong cùng này. Thì là cái ngăn này ấy, là cái ngăn diện tích rộng nhất nhá, diện tích rộng nhất. Kế tiếp là cái ngăn thứ hai. Đây. Cái ngăn thứ hai đây. Cái này để các bác để tài liệu, để bút, để tiền nhá. Để thuốc lá hay để điện thoại. Ngăn thứ ba nó sẽ mỏng hơn. Đây. Ngăn thứ ba này nhá. Đây ngăn thứ ba nữa này. Và có ngăn thứ tư nữa. Ngăn thứ tư là ngăn ngoài cùng này. Ngăn ngoài cùng này nhá. Đây. Cái này nhá các bác nhá, các bác nắm sơ sơ được là nó có 4 ngăn này. Số đo là rộng là 25, cao là 20, bề dày hết cỡ thì phải 15. Thế còn để mà đựng được thực tế cho anh em đi phụ kiện đi săn bẫy ấy, thì các bác sẽ hình dung được rằng là nó sẽ đựng được cả một cái loa điều khiển từ xa này. Ví dụ như cái loa này nó Q93 này, bỏ vào được này nhá. Mấy bộ giò luôn, mấy bộ giò gà, 4-5 bộ giò gà hay giò cu gáy thì nó quá đơn giản rồi, các bác cũng cất vào đây được nhá. Đấy, cất được này. Đấy. Chai nước này, chai nước, ví dụ như các bác đi rừng cần chai nước các bác cũng bỏ vào đây được. Đấy. Rồi tay điều khiển của loa này. Thế ngoài ra thì các bác có thêm cái ống zoom, ống đen zoom điện thoại, ống nhòm hay là hộp quẹt thuốc lá, tiền thì các bác để mấy ngăn ngoài này. Thì cái mẫu túi này là mẫu túi rất là rộng, đủ cho các bác đựng cơ bản những cái phụ kiện đi săn, nhưng mà nó lại là dạng nhỏ gọn, nó không quá to, không quá cồng kềnh nhé. Thế còn cái hình thức đeo thì tôi đeo thử cho các bác đây nhé. Hình thức đeo ấy, nhà sản xuất làm ra thì để cho các bác đeo vào hông nhé. Các bác đeo vào hông, có nghĩa là đeo vào hông vào đây, nghĩa là đeo ngang khó bụng ấy. Đấy, đeo ngang khó bụng vào đây. Đeo ngang khó bụng nhé. Cái dây này nó may hơi dài, thì tùy theo vào các bụng của các bác là cỡ bao nhiêu ấy, thì các bác thu nó ngắn lại. Đeo là bằng cái khớp như này, bằng khớp này. Đeo bằng khớp này nhé các bác nhé. Đấy. Thế đeo đúng ngăn là đeo như này. Đấy. Đây các bác nhé. Đây. Đây mẫu túi đeo hông nhé. Thực tế là sẽ như này. Đây là mẫu túi đeo hông. Cái này dài này các bác cuốn gọn lại nhé. Cuốn gọn lại. Cái này là mẫu túi đeo hông lớn này. Thế nhưng mà đối với tôi ấy, thì tôi không quen đeo như này. Đeo này thì nó hơi bị to quá. Đối với tôi thì tôi sẽ nới hẳn cái dây này dài ra. Nối dài hết cỡ ra. Đây. Và ấn hai đầu lại này. Tôi sẽ đeo chéo lên cổ luôn. Đây đôi chéo lên cổ như này thì nó rất là nhỏ, nó cũng nằm trước bụng như này luôn nhé, nó rất là dễ mà nó không có phải là bó chặt vào bụng mình này thì nó thoải mái hơn. Cho nhiều khi các bác không muốn để bụng, các bác có thể bắt sang như này thì nó sẽ gọn gàng hơn, nó hay hơn nhé. Thế còn tùy các bác muốn đeo ngang qua bụng như này thì các bác thu dây ngắn lại thì các bác chỉ đeo vào bụng này thôi. Thế nhiều khi mình quay đường cuối nó sẽ hơi mắc, nó hơi khó chịu nhé. Thế còn các bác muốn thoải mái hơn thì các bác đeo lên trên vai, đeo chéo lên vai như tôi như này thì nó sẽ dễ chịu hơn.
Cái đây là cái mẫu túi gọi là túi đeo hông nhá, túi đeo hông dạng lớn đấy, đủ để cho các bác đựng tất cả các phụ kiện để đi rừng nhá. Các bác cái mẫu túi này ấy, thì giá sẽ là 200 các bác nhá, 200.000 ta bao gồm cước phí cho các bác luôn. Các bác trước khi mua hàng thì các bác vui lòng xem kỹ video về sản phẩm mà shop giới thiệu với các bác. 4 ngăn nhá, 4 ngăn khóa, màu lá cây khô, màu lá cây khô, màu ngụy trang lá cây khô. Quai đeo là quai đeo ngang qua bụng nhưng mà rất dài, các bác thả hết cỡ ra các bác đeo lên vai được luôn nhé, bằng khóa như này. Đây, các bác trước khi mua hàng thì vui lòng xem kỹ video về sản phẩm để các bác nắm được sản phẩm nhá. Giá cụ thể luôn các bác biết được về cấu hình sản phẩm này, giá thành là 200. Các bác đồng ý mua ok thì các bác vui lòng liên hệ với lại số điện thoại của shop, tôi sẽ ghi ở dưới phần tiêu đề nhá, dưới phần tiêu đề video và phần mô tả video nữa, các bác gọi để các bác đặt hàng. Ship hàng là ship hàng COD đi toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng, không cần phải đặt cọc nhé các bác nhé. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác ở trong những cái video giới thiệu sản phẩm sau. Các bác nào nhu cầu về mẫu túi thì các bác vui lòng liên hệ nhé. Xin cảm ơn.